Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Chồng bảy chú, bây giờ á, hôm nay con mới học về, hôm nay con về trễ với lại chơi không có nhiều thời gian, cha con với mẹ, cha con với con á phải đợi mẹ Ngọc về luôn, xong rồi á cha hôm nay con không có đi làm, cô Ngọc Huyền mới gỡ vài, ôi lộn, cô dâu Ngọc Huyền mới gỡ vài thịt, vài cái thịt nên là con về nhà con sẽ nấu món ăn cho cha với mẹ con ăn. Với lại hôm nay cha không mới đi làm nữa là còn thời gian. Ông bà chú biết hôm nay làm gì không? Đúng rồi, hồi nướng cho ông bà chú coi. Ông bà chú, ở nhà con có một cái này nhưng mà không phải này. Nó cũng giống giống thôi. Nó có cái nút nhưng nó bên đây vậy là không có con rồng. Cái bông hoa của con bự hơn, chi màu hồng đậm, con không có đem theo. Ở trời mưa quá trời ơi, mấy cái mày nhỏ xíu này dơ nhìn thương quá. Con thích như là con này nè. Dạ. Ta nhìn nó ngầu, con thích ngầu lắm luôn. Dạ ho. Có tiền ngầu. Có tiền à, trong này có miếng mật nè. Thầy chân. Chỉ là tiền. Vậy là con cứ miếng mật nè. Mua một cái được không? À thôi, nhà con có cái bự rồi. Anh Bin nữa. Anh Bin lớn rồi, anh Bin chơi thằng này. Đúng rồi, đây. Biết cái con nãy con nói con thích không? Con này tên là Kurumi. Con nó ngậu nó luôn, con thích. Bây giờ, lộn. Bây giờ con đi mua bí. Một bí. Làm canh bí đỏ nha ông bà chú. Bà đồ sẽ nói dám ra lòng trong đó. Để con tìm bí. Bí ơi, bí dạo. Bí ơi. Có thịt nè. Mà không có thịt. Tại cô Ngọc Quyền gỡ. Cha đi làm cái gỡ luôn. Có bầu nè. Vậy căng cảnh cô Ngọc Quyền. Cha đó thì bụng mua ở đâu? Hay là bi. Ở nhà mình có chết. Ở nhà mình có rau rồi. Mình chỉ cần mua nguyên liệu thôi. Bây giờ cô đang tìm. Bây giờ con đang tìm bí. Bí đỏ nha ông bà chú. Dạ con thích lắm luôn á. Con bí đỏ món khoái. Đây rồi. Chỗ nó vàng. Đi thôi. Dạ. Mua trứng nữa. Này, bài món nhiều ra. Bà ngoại nấu rồi nhưng mà phải bài món nhiều ra. Coi nè. Mua trứng không? Ý có cái món trứng này ngon lắm. Hồi bữa cô ăn rồi nhưng mà thôi không ăn luôn. Hả? Trứng nhà ta kìa, mua trứng nhà ta. Này. Trứng nhà ta kìa. Này ha. Ý này nhìn dễ thương ngon ngon nè. Gì đây? Có trứng này trứng gì vậy chân? Nay mua nhiều quá không? Trứng này ngon lắm, mua nó cô ăn được. Mà nó hơi cay á. Ai không ăn cay được thì đừng có ăn mấy cái này. Cái này cô ăn cay được nha cô. Ăn nha. Hồi bố con đi chơi với làm á. Cô ăn thử ngon chưa? Chưa hết, con phải mua thêm. Thôi, cha muốn mua cái gì nữa? Mua salad làm rau trộn không? Con á sẽ lấy mayonnaise với là tương ớt, bỏ một miếng tương ớt thôi. Bỏ một miếng tương. Con mới chế tạo ra một cái nước. Mình mua rau muống gì sạch bọt cũng ngon. Nè con mới á, chế tạo ra một cái món nước chấm này ngon luôn á. Mà nó cũng cay cay. Đầu tiên mua rau muống gì sạch bọt đi. Đầu tiên á, nè cô chỉ. Đầu tiên lấy tương ớt về mayonnaise. Trộn lại á, ngon nó sảy luôn. Không có ăn được ngon lắm luôn á. Mua rau muống sạch bọt không?
Ram muốn xào bò, ok. Ram muốn luôn chưa? Đây nè. Anh đi nè. Cái này cũng thích ăn lắm luôn á. Không phải là muốn đó. Dạ, đủ rồi. Vậy cam bí đỏ chứ cam gì chứ. Đúng. Thịt hả? Thịt cô Ngọc Quyền mới gọi. Có thịt bò. Ô thịt bò hả? Xương nào? Xương nào? Trời ơi con thích ăn cái cánh gà chiên nước mắm luôn. Mà thôi. Ủa cô là xương heo đâu? Xương. Xương nữa cô. Xương nữa. Dạ thôi, lấy sườn. Con lấy sườn non hả? Dạ. Thôi xương này nấu cũng được rồi. Thôi vậy được. Xương nấu canh bí. Thì được cô. Trứng gà. Con có biết làm món trứng gà không? Con biết là nhưng con biết làm trứng gà cay nè, trứng gà không cay nè. Trứng gà mặn mặn nè. Gọi đến tiền nè. Trời ơi, nhìn nó ngon. Khoai nè cháu. Ủa không phải khoai. Bây giờ nè. Tại con không biết bây giờ là cái gì á. Con chả biết cái gì. Cái này con ăn rồi, nó ngán lắm. Thôi là có Huy ăn phụ con á chứ không mà con ngán lắm luôn ngon. Cứ pi 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 pi. Chi. Yes. Yes. Có muốn cơm chiều chưa? Yes. Yes, rồi, đến tiệc. Làm xúc xích không ta? Dạ ngon. Rồi, dạ, chú quay cho con rồi, tiền. Tiền á. Hộp mini bling. Giờ con sẽ mở ra lấy tiền đi. Trả nha. Bây giờ con sẽ bưng cái nồi lại đây. Nè mấy bạn nhỏ ơi, đừng có lại gần bếp ga khi không có của người giám sát của người lớn nha. Trong lúc đợi nước sôi con sẽ rửa thịt cho nó sạch. Đúng thì người ta phải có muối là bóp á. Bóp muối cho nó sạch. Gì hả? Nhìn lấy muối đi. Dạ, con lấy muối đi. Muối đâu cha? Hũ muối. Hũ nào ta? Hũ muối nhỏ trên kìa. Nhỏ trên. Đúng đó. Kế bên đó, kế nữa đó. Đúng rồi. Con bỏ miếng muối vô. Cái này đường hay muối gì trời? Muối. Muối hả? Con đổ vô đi. Con bỏ vô rồi con bóp thịt. Con đem chút vô. Chút nhiều vô. Rồi. Từ từ chưa ra luôn á. Chút mạnh vô. Hết rồi. Thôi để ngày mai con đi mua muối đi. Ngày mai mua thêm cho ngoại nha. Dạ xin lỗi ngoại. Vậy đúng không cha? Rồi, được rồi, bóp ra trong đó, bỏ vô nước trong ấy đó, có nước muối, bóp được rồi, xả, tắt nước đi. Rồi, bóp qua lại, đúng rồi. Đó. Đó, muối thì nó sẽ giúp cho thịt nó mềm hơn. Không, cho nó sạch sẽ. Ôi dạ. Sạch cũng rồi. Trời ơi, nhìn miếng thịt này ngon, dễ sợ từ lưa luôn. Bóp lại đi cho nó đều. Cục này nãy giờ chưa bóp nè. Ừ. Phải bóp. Đây là cục xương. Ôi nó có méo. Tay mới chặt mà. Ôi trời ơi. Bí đỏ mình có thể nấu với lại thịt ha. Hoặc là cá. Ít bí đỏ để nấu với cá. Thường người ta nấu với thịt. Xương rồi thịt dễ ăn. Rất là tốt. Ăn canh bí đỏ nó sẽ tốt. Ê hình như cục thịt này sắp rớt ra. Ok. Mình kho lên là ăn được. Ôi lộ mình nấu canh được canh gì nha, canh bí đó. Qua đây cái đổ nước máu. Đổ nước đi. Rồi đổ nước đó đi. Tự phải rửa sạch sẽ luôn. Sạch sẽ luôn nha. Mấy bạn nhỏ đi nhiều rửa sạch phải rửa sạch như đây nè. Múc miếng nước sạch vô đây. Chè. Nhúng vô nước. Đó, nó sạch. Ủa nếu như còn dính máu thì sao cha? Hả? Nếu như còn dính máu mà khâu lên thì sao? Bố ăn được đúng không? Gì? Nếu như mà còn dính máu mà khâu lên ăn được không? Tại còn dính máu. Chắc ăn được. Nó tươi nó dính máu không sao?
ăn vô không có bị sao không? Ừ. Tại quý vị nó chỉ là thích, thích. Đây là mấy cục thịt mà con đang rửa. À. Nó siêu siêu ngon luôn. Nè, bí mà có ớt quá là chu đáo luôn mọi người ơi. Nào. Đây. Bí mà có ớt quá chu đáo luôn. Ừ. Quá chu đáo nhiệt tình. Phải bỏ nước mới. Rồi, rửa nhiều lần đi, rửa nhiều lần cho nó sạch sẽ đi. Rồi nấu canh thì khi nào mình bỏ thịt vô? Dạ, đợi nó cho nó sôi. Đúng rồi, cho nước nó sôi mình bỏ thịt vô. Ôi, các chị, chắc cái cục này sạch rồi nè. Ừ, rửa càng sạch càng tốt. Rồi con sẽ bỏ đâu chưa? Con bỏ rổ đi, con vớt lên. Con đổ nước, tháo bỏ không? Rổ đó đó, rổ đó, con bưng nó lên rồi con lấy cái... À, hiểu rồi, con hiểu rồi, con hiểu chưa? Hiểu rồi. Con phải tắt nước đi. Từ từ. Thịt. Chuẩn bị ăn sôi. Ăn thịt đó. Bò, ăn thịt gì cũng ăn á. Thịt bò giờ là cô Ngọc Quyền cho nguyên cục bự chảng luôn rồi, giờ nó bỏ vô tủ lạnh rồi nó đông đá rồi, giờ làm biến gã đông quá xíu mình xào rau muống với không thịt. Cũng được. Sợ cũng muốn không đi. Không, xào với thịt. Rồi muốn không với tỏi ăn cũng ngon rồi. Rồi đổ nước đó, đổ nước thao đó ra. Rồi đựng trong thao đó luôn. Kỹ quá ta. Kỹ vậy mới ăn được chứ. Ừ. Rồi sôi rồi kìa, sôi rồi kìa. Rồi rồi bưng bưng ấy, đổ. Rồi đổ nó tắt xả nước. Tắt nước đi. Rửa tay. Nè bà ơi, mới đổ để cái gỗ đây nè bà ơi. Bây giờ. Làm xong rồi rửa tay luôn. À, phải rửa tay chứ. Rồi chuẩn bị bỏ thịt vô nồi nè. Bỏ thịt vô ha. Bỏ thịt vô sôi nè. Đèn ơi, nhẹ nhẹ thôi bà ơi. Đang lấy đũa gấp vô. Rồi gấp vô đi. Cẩn thận nha. Này nè, hướng dẫn các bạn nhỏ nè, để các bạn nhỏ nha. Nè nè các bạn nhỏ. Ai. Đó. Ai biết dùng đũa thì gấp thịt vô, ai chưa biết thì đừng có làm. Ừ. Làm theo chị nè. Lấy cái cục thịt bỏ nhẹ nhàng vô thôi ha, để nó văng nước nó rất là nguy hiểm đúng không? Đúng rồi, nó sẽ bị phỏng hay là bị giang từ lưa. Ừ. Ui trời ơi, ba cục thịt giang đủ. Ừ. Hầm cho nó mềm đi. Ngon, bữa nay bị ngon. Ôi nó nhảy ra kìa. Lụm vô không sao. Lại rửa cái. Nó còn sống nó nhảy á. Chưa, tại con làm được thôi. Con làm đó chứ thịt bị chặt rồi mẹ còn sống áo dưới ta. Cái cục này khó gấp nhất. Mà bỏ vô luôn cho rồi bằng gấp. Wow, rồi để đụng nó xuống. Từ từ. Rồi lấy đũa đụng nó xuống cho nó. Cho nó sôi. Ờ, cho nó chín nè, đụng xuống đây nữa, bỏ đũa xuống nè. Đụng xuống đi. Cào không thấy rồi, ok chưa? Nhấn cho nó chìm xuống luôn rồi. Ừ. Ok. Rồi mình rửa bí đi. Rửa bí trước khi thịt nó chín. Ơi, tắt nước kìa. Ơi. Phí nước. Không được phí nước kìa. Con, tại con lộn. Quên. Tại bỏ thịt nó nên quên. Đèn ơi, đổ rồi, bỏ vô gỗ kìa. Cái này rau củ quả nữa, ớt nữa. Bỏ ớt ra ngoài đi, bỏ ớt thôi, ớt rồi, đi. Rồi bỏ rác vô thùng rác. Ừ, ok. Con nấu ăn cực không? Bỏ vô nấu để cho biết cái nỗi khổ của bà ngoại. Đó, mình phải có muối nữa. Mình rửa mình phải có muối, hết muối rồi. Đây hỏi ngoại. Ngoại ơi. Mày ở ngoại. Ngoại còn bịch muối nào không? Muối trong tủ á. Ok. Bỏ tủ kéo ra. Ủa, dạ. Đúng rồi. Cái này hả ngoại? Đúng rồi. Cái này hả ngoại? Chính xác. Đúng rồi, hỏi là chính xác. Là phải hỏi người lớn nha, để bỏ lộn. Ồ, bỏ vô đó hả? Coi chừng đổ nghe. Đổ con miếng à. Túm cho nó gọn lại, túm đổ ngoài kia. Rồi cái nào nó đổ ngoài mình hốt bỏ vô cái gỗ cũng được.
thôi, giữ gìn vệ sinh. Chúng ta gom lại dạy họ nó quét rồi dùng. Gom túm gọn gọn lại. Muối. Muối chúng ta có thể... Muối là giúp sát khuẩn rồi, ngâm rồi nữa. Với lại là... Đồ đổ ra ngoài hết rồi kìa. Gom cho nó gọn lại. Với lại ai thích ăn mặn á. Đổ hết vô luôn đi. Thôi. Ý là đổ hết muối vô hũ luôn đi. Úi ơi. Hèn chi. Hèn chi. Con cắt cái bịch ra. Mày viên cắt giùm con để con bỏ dễ hơn này. Đâu, cắt con túm con bỏ đây thôi. Con túm con bỏ vô thôi. À, thôi. Túm con gọn. Bỏ hết miệng vô rồi, vũ xuống. Đây, ấy còn miếng nè. Không phải chút, giờ con sẽ bỏ vô luôn. Ừ, còn nhiêu dư thì bỏ vô gõ đi rồi rửa. Không, chúng ta phải bỏ vô hết. Rồi. Lấy cái thau để rửa. Phải có thau mới được chứ bỏ muối vô không thau thì nó đâu có. Ê thôi rồi. Sao để lâu. Bỏ cái đổ qua đây, bỏ đổ qua đây một xíu nữa. Bỏ đổ kia qua đây. Cái đổ kia giờ. Bữa này hả nó. Nước buồn của tội nghiệp quá ha. Kể đi. Đúng rồi. Nó chờ mẹ Duyên nói chờ con nấu ăn ăn cơm. Mẹ Duyên chờ con nấu ăn ăn cơm. Gì canh bí đỏ với lại là thịt treo. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá con. Thêm miếng bên này nữa là được. Chúng ta phải... Nè, nè mọi người nếu như muối nó dính lên đây mình tát tát lên cho nó nhiều. Ừ, cái chuyện đó ai cũng biết hết. Rồi, rửa đi. Mày nhất chúng là mấy bạn nhỏ đó. Chuẩn bị đói bụng rồi đó. Mấy bạn nhỏ làm sao? Mấy bạn nhỏ như tát xuống nhà. Ừ. Mấy bạn nhỏ không có ai nấu nướng gì đâu. Không mình còn nấu à. Cũng đúng. Còn phải có ớt, cũng phải có muối giữ mới sạch chứ. Ừ. Bỏ riêng ra để hồi bỏ bí vô không nha. Hồi bỏ bí vô thôi. Hồi đó mình cắt ớt vào. Ớt đó thì mình mà dạ ớt đó hồi đó con cũng mình ăn bỏ cơm. Bỏ vô nước mắm á. Đúng rồi. Bỏ vô nước mắm trong mình chấm rồi bảo phát. Bên đây thì là nồi thịt của bé trà sữa đang sôi không bà con chú nhỉ. Wow, hấp dẫn quá sữa ơi. Dạ. Này nấu xíu nó mềm ngon à nha. Con nấu mà. Chàng ơi. Con nấu mà nghĩ sao không ngon. Dễ vậy. Nhờ được rồi, 1 tuổi mà nhờ được rồi. Ủa mở lớp 1 chứ. Lớp 1 nấu cơ, nấu nướng là ăn rồi được. Rồi rửa xong rồi hả? Chưa xong. Con thấy còn muối dưới đây. Ừ. Dùng con phải ngâm con phải đổ ấy vô á, con đổ bí vô đó đó. Con đổ bí vô cái thau á, đổ bí vô thau đấy, từ từ. Con nghĩ không? Con lấy thau con hứng nước rồi con đổ bí vô đúng rồi. Đó con ngâm một xíu. Đó rồi. Đó cho nó sạch. Đó đã vậy đó, đúng rồi. Hướng dẫn lại cho các bạn nhỏ làm đây. Nhớ là nếu như thau còn muối á thì các bạn nhỏ bỏ bí hay bỏ gì vô á. Thì bỏ rau củ quả vô. Đúng rồi. Mình ngâm. Mình ngâm nó sẽ sạch sẽ. À. Biết sao không? Tại người ta bán á nó còn dơ dơ tại bọc cái bịch á nên là chúng ta phải rửa nha. Ừ. Ok vậy rồi. Để con ngâm. Rồi ngâm xíu đi. Con ngâm. Quá trời. Đây là trái sầu riêng. Đâu, sầu riêng đâu? Sầu riêng. Thèm sầu riêng. Rồi mình thấy không? Rồi mình có xào rau muống không? Rồi à, con bắt cái bếp lửa cái nồi ấy đi. Cái chảo chảo lương kìa. Thôi đừng tắt. Cái chảo lương kìa để con đảo lên cho nó hâm nóng đi ăn. Nhấn mạnh vô. Nhấn mạnh vô dẫn. Đó rồi. Con biết dùng bếp. Rồi, con phải lấy đũa con đảo kìa, để hơi nóng. Quên. Đừng mở nắp. Đũa đó đựng cái gì em, đựng nó làm gì rồi mà dơ á. Con lấy cái nồi dẻ mở ra đàng hoàng nha. Nồi dẻ đâu? Ừ, cái này phải không? Không phải, bên đây nè. Cái này hả? Ừ. Mở ra,
cẩn thận nè, bếp lửa rất là nóng cho nên là nói sao các bạn nhỏ phải sao không được gần bếp lửa đúng khi rồi. Không có người lớn đó. Ngoại nấu chiều hôm qua con thèm ăn lương hả? Dạ nên ngoại nấu nhưng mà giờ nguội rồi nên xào lên cho nó nóng ăn mới ngon. Cho nó nóng này xào xào sơ sơ. Trời ơi, nhìn đảo tay nhanh nhanh lên mới được, nhìn hấp dẫn quá. Đảo nhanh nhanh ra để đừng có chân rã lương hết đó. Ở trong này có cái nước sốt nên là mình trộn nước sốt vô cho nó thấm gia vị. Ngoại thương quá, ngoại nấu cho ăn hả? Ngoài bữa nào nói ngoài nhà để bữa nào con nấu bữa cho ngoại ăn luôn ha. Dạ. Chắc chắn mà. Ủa hôm nay con ăn chay mà. Con ăn chay hả? Con muốn ăn chay, con muốn ăn đó. Ủa mà thôi ngày mai đi. Mai ăn chay ha. Cái kia. Thôi nè. Ủa con tắt lửa hả vậy? Con mở lửa nhỏ quá vậy cho nó lớn lớn xíu điện luôn. Tại con không biết. Ê, xài quá hồi nó khác á. Tắt đi, tắt được rồi, nóng rồi. Rồi đúng ok. Rồi bí ra là đổ ra được rồi, bỏ vô canh được rồi đó. Thịt nó cũng chắc cũng mềm rồi nè. Vậy ăn được rồi, có răng cứng cứng ăn được rồi. Đợi lâu quá đó bụng. Chắc xong rồi. Rồi, lấy ra bỏ vô đổ. Lụm bí bỏ vô đổ. Canh bí với lương ăn cơm được ha. Nè con để dưới này con đổ ra. Con để dưới này để nó ở trên đây, để trên đây nó nhiều nước tùm lum. Con để cái gỗ dưới xong cái con bưng cái thau con đổ vô là bảo phát. Xong con rửa lại lần nữa để cho nó mặn chát. Đó chưa? Rồi rửa lại lần nữa đi. Để con xào thêm luôn. Lương nó ấy rồi. Lương nó nóng rồi. Thật ôi. Rồi. Ok. Giỏi quá trời. Vậy chắc cũng được lát rồi. Lát ăn cơm rửa chén luôn nha. Vậy được hả chắc? Được rồi, rồi lụm bí rồi đổ nước ra. Rồi. Ê sao đổ ngược lại chi vậy? Tại con lụm đây lượt rồi. Ô quên. Ừ. Xin lỗi. Con đổ ngược lại. Rồi để gỗ xuống dưới, đổ ngược lại. Đúng rồi. Đúng rồi, rồi để dưới thau. Rồi để cái gỗ dưới thau. Rồi hướng dẫn cho bạn trà sữa nha bà con cô bác. Mình trà sữa chưa biết. Cũng thích làm nhưng cũng chưa có gần. Rồi được rồi, được rồi. Rồi đổ nước dưới luôn. Rồi đủ rồi con, được rồi. Chưa sạch rồi đó, bà kỹ chứ bà. Được rồi. Chúng ta phải kỹ càng vậy ăn mới tạo quản là sạch sẽ chứ. Ừ. Rồi. Rồi đổ nước thau để vô thau. Không phải để dưới thau để thôi nó nhiễu nước tùm lum. À, để bí dưới thau. Để cái rổ dưới thau đúng rồi đó thấy không? Để không nó nhiễu nước. Rồi giờ mình lại mình bỏ bí vô. Lấy đũa khác. Đũa nè hả? Tại mấy cái đó bị dơ rồi. Này gấp khó nha. Gấp nó sẽ rớt á, còn lấy giá con xúc bể hơn là dễ hơn. Cũng đúng. Đúng như xong đúng vậy chỉ xong đúng được. Cái giá đâu cái giá đây nè. Cái giá này ngoại nấu canh rồi. Ngoại nấu rồi nhưng mà phải ơi, nấu thêm ha, nấu thêm cho ngoại ăn nữa. Hấp dẫn quá ta ơi, giỏi quá rồi. Chừa gạo rồi lại nha, lát niêm nha. Rồi lát công đoạn niêm cho niêm hả? Con biết niêm không? Dạ niêm là gì chứ? Niêm là bỏ gia vị vô á. Okay. Để cho con niêm luôn ha, thử ăn rồi được không ha? Để thử rồi cha sẽ chỉ cho con, nhưng mà con phải nghe lời nha, cho con hãy hướng nghe cha hướng dẫn nha. Hoặc là cha bỏ sẵn vô chén rồi lát con niêm ha. Ok. Thôi để con bỏ. Đây ớt mà nó làm món nước mắm. Ok rồi, để cho nó sôi nha, để sôi xíu mình niêm nữa là mình ăn. Ok từ cha đừng có cá. Để nó lâu lắm, nó lâu lắm nó mềm mềm. Thì bây giờ mình mới cơm cho mọi người ăn trước. Vậy hả? Lấy chén đi, lấy chén đi. Ok. Mấy hồi nó biên về có ăn thì ăn. Cha thấy cái nồi canh là cho khoái rồi, cho khoái ăn bí. Không, cái này cái nhỏ quá.
con cũng ăn nữa nên con sẽ lấy cái chén nhỏ nhỏ cho con như thế. Rồi mình dọn chén đi. Sao? Con chưa ăn luôn nha. Từ từ bấy cơm, tại vì còn lâu lắm. Mình dọn chén chút thôi. Rồi mẹ dưng cơm xong rồi. Đây là món ăn của ngoại nấu. Ừ, ngoại còn món lương nữa mà. Điện thoại của mẹ Duyên nè. Đây là cho con. Cho anh ha, làm cho mẹ Ngọc. Cho ai, cho cha. Cha lớn rồi cha dục chứ không đi chơi như cái này. Còn con sẽ cái này. Rồi bây giờ con lại con niêm đi. Con lấy một cái chén nhỏ cho chỉ cho. Chà xíu hả? Rồi xong con sợ bỏ xíu muối thôi. Bỏ một xíu muối nha. Nè bỏ nhiều quá nó mặn thấy màu lỗ luôn á. Nè coi trai coi. Mời bỏ đi. Thì được hả? Thêm miếng nữa. Thêm nửa muỗng nữa, nửa muỗng thôi. Dạ. Rồi ok. Rồi xíu bột ngọt. Bột ngọt là bột nào? Bột ngọt. Chị chỉ em. Trong cái hũ này là đây nè, hũ màu trắng nè. Đúng rồi. Bột ngọt. Xíu thôi. Xíu bằng cái này thôi. Phải có mới được, không có thì không được, nhưng mà nó phải xíu. Được rồi. Nhiều ơi. Được rồi. Nửa muỗng vậy nữa thôi. Thôi, dư rồi. Được rồi, rồi ok. Chưa bỏ. Rồi. Thường ngoại sẽ bỏ xíu đường, một xíu đường thôi nha, đừng bỏ đường nhiều quá. Ok. Bỏ đường nhiều quá nó không ngọt tốt. Như chè. Một xíu thôi nha. Vậy được ha. Đúng rồi. Rồi được rồi, ok. Rồi. Rồi con lấy hoa tiêu xíu mình ăn bỏ vô. Rồi coi con thăm canh coi nó nấy chưa. Rồi cho nó mềm chưa. Rồi dạ đúng rồi, nó mềm rồi kìa. Nó mềm rồi kìa, mình chưa. Bỏ vô đi. Mềm rồi, mình bỏ vô niêm được rồi đó. Bỏ bột niêm rồi vô đi. Bột niêm là bột nào? Nè, này nè. Ok. Nè, đáng lẽ người ta bỏ bột niêm á. Bột niêm là tốt. Rồi không con đổ đâu. Vô đi, con đổ vô đi. Con sợ nóng lắm. Sợ lắm. Rồi cho nó đều, cho nó quậy cho nó đều đi con. Rồi còn ở trong chén còn không, con vét vô xuống hết đi. Ít. Rồi đó. Không tới, tay con không tới phải không? Không tới. Con múc xíu nước, con múc xíu nước bỏ vô chén, con tráng cho nó đều cái con đổ vô. Nước múc để coi chừng phẩm nha, rồi tráng cho nó đều. Đúng rồi, rồi. Xong. Rồi. Ủa chú gì vậy mày? Vậy hả? Rồi, bây giờ là đáng lẽ mấy cái này con phải ngắt ít nè, con thấy cái da ngắt ít con bỏ vô để niêm nè. Rồi con thử múc miếng nước ra con niêm coi coi nó vị nó vừa chưa. Để cho nó nguội nha. Nguội mới thử nha. Thôi đúng rồi, giỏi. Chưa thử nha. Rồi thử coi. Rồi nhờ ngoại xuống thử luôn coi coi vừa không. Ngoại lại xuống thử canh của con nấu rồi, canh bí đỏ nè. Nó ngoại xuống thử coi. Được. Mà bị cái kỳ. Kỳ sao hả? Đừng quậy. Quay lại. Bớt lửa đi. Bớt lửa ngược lại. Rồi tắt luôn cũng được. Rồi, ok thử đi. Nên thử lại. Tại con nãy con thử chưa dư miệng. Rồi thử đi. Lát bỏ rau niêm vô nữa nha. Rồi con này như bé sữa tự nấu. Hả? Chị thử đi. Sao vậy? Thử đi. Chị không? Được rồi. Được rồi. Thử lại. Thử đi. Thử xíu nữa. Hay ta. Thử miếng nữa đi. Người ngồi. Thử coi. Từ từ cũng hơi nhiều. Để bỏ lại miếng. Thổi ngồi. Ê. Không sao. Thôi. Mình chuyên nghiệp quá ta. Sao? Nó bỏ hơi nhiều đường rồi đó. Thôi để mốt con nấu canh này thì con bỏ ít đường thôi không? Nãy không, cha thấy cũng đâu có nhiều đường đâu. Thôi được rồi, ngon ok. Thường thường cha không sao không bỏ đường. Mùi giống bánh quy chứ. Đừng. Dạ à, mùi giống bánh tên bơ của Thảo Quyến sao mà dường. Dạ. Tại nên bột ngọt hơi nhiều á, mốt nấu bột ngọt ít thôi. Đúng, ăn một con ít thôi. Tại cha mà. Rồi thôi tại cha đi. Rồi ok. Tại cha kêu bỏ nhiều quá. Rồi bây giờ là lấy cái tô đi.
Thôi bỏ gắn ngắt con Niêm, bỏ vô ngắt đi. Ngắt con Niêm bỏ vô. Yên Niêm. Con Niêm gãy ráo nè, ráo nè. Ráo này mình ngắt đi, ngắt tay bỏ vô đi chứ con không còn giờ không dùng dao được. Rồi nhỏ nhắt mỏng mỏng thôi, nhắt ít ít rồi bỏ vô. Rồi mình múc tô cái mình bỏ miếng. Đó, rồi ơi bỏ vậy. Sao đẹp rồi, lấy tô. Lấy tô ra múc tô ở dưới nè. Tô dưới nè. Tô bự vậy. Rồi mình múc canh ra. Tô bự vậy mới được. À. Rồi lấy cái rổ ra đi. Mang cái tô lại gần xíu để mới múc được. Lấy cái rổ ra đi. Cẩn thận nha. Đang múc nè. Để nó lên trên cái ấy luôn đi. Để mùi, nó lên trên cái bếp luôn đi. Vậy mùi kỹ quá. Hả? Mùi con này nó bắp đem bơ. Mình im xong mình nói nó giống có bơ bà. Ủa chơi ơi. Hả? Chơi con lấy khăn con. Hả, đừng có múc, đừng có bưng xuống, khỏi bưng xuống. Để nó bưng xuống. Xuống vậy hả? Thôi được không? Cẩn thận nha. Rồi để xuống, đúng rồi. Rồi rồi múc ra tô đi. Mỹ hơi kỳ, đang thử lại, thử làm một lần chắc vừa miệng rồi đó. Không, cha thấy được rồi. Dễ rồi đó. Mặc dù mùi hương nó giống bắp nhưng mà ngon. Được ổn. Thì mình nấu thì ngon. Thịt quá mềm luôn. Thịt quá mềm luôn hả? Đâu giới thiệu món này món gì ra? Canh bí đỏ bà chú ơi. Ai làm? Con. À, đó các bạn nhỏ coi trà sữa làm, các bạn nhỏ học hỏi nhưng mà phải có người lớn giám sát nghe không? Trời này con tự nấu, con tự đi mua chợ luôn. À giỏi. Mốt con muốn làm đầu bếp rồi. Vợ ơi, chứ con ước mơ là làm một người thợ làm tóc với lại trang điểm. Ừ, vậy hả? Ôi ngon quá, nấu vừa đủ ăn thôi. Em mà hơi nhiều, mai mốt con mua ít thịt lại. Thôi được rồi, như đó cho em xác ăn nhiều ngon mà. Đúng rồi, với lại ba thịt bự. Rồi, rồi là dùng cái nồi nhắt. Thôi là cứ bưng, con bưng tô được không? Nóng không? Chắc để cho hỗ trợ bưng cho. Để nóng, nguy hiểm. Rồi ok, đã hoàn thành xong món. Rắc miếng tiêu vô, rắc miếng tiêu vô. Tiêu hả? Con ăn tiêu được không? Dạ được. Đó, rắc một xíu vô. Miếng thôi. Rồi rắc miếng xíu thôi. Đúng rồi. Đè đen. Rồi xong mình đi làm miếng mắm trong, cái mình cắt miếng ớt nữa mình chấm một cái báo phát luôn. Ok, biết vậy thôi. Ờ, cho nó tiêu ăn cho nó giải cảm. Cho con thêm miếng xíu nữa đi. Con thích ăn nữa. Ừ. Tại nó tiêu nó cũng ngon. Ừ. Ít. Con mệt không á. Ờ. Múc vô đó, đừng ê, đừng bỏ ngược lại. Ừ, đúng rồi, bỏ vô tô. Ok đi. Kệ đi, con cay được mà, nếu như con không ăn được. Rồi bỏ chén nó bên kia đi rửa luôn. Rồi bỏ cái muỗng lại ấy. Bỏ cái muỗng lại. Ướ muỗng luôn. Trời ảo luôn. Ừ. Con sẽ bỏ những loại gia vị ở đây biết sao không? Đúng á. Để mốt con có thể làm tiếp. Ờ. Ừ. Rồi. Rồi giờ chuẩn bị cơm ha. Dạ. Dạ được rồi. Rồi, rồi cái nhà ngoại bưng lại cho. Ông ngoại ơi bưng lại em con. Rồi ông ngoại Trần cũng lại rồi hả? Rồi nè, ngoại Trần rồi né qua đây. Ồ, ồ đổ mồ hôi thấy thương không? Rồi tao đâu có quen ngoại đâu, ngoại ở Trần mà. Ủa nấu được nồi canh luôn á ngoại. Đi chợ nấu canh đó luôn á. Ở ngoài nếm thử, nếm thử đi ngoại. Ông ngoại ăn không? Ngoại đi dước ra. Thôi thôi, hấp dẫn quá nè ngoại. Bà ngoại xuống coi nè bà ngoại. Bà ngoại xuống coi bà ngoại nè. Bà ngoại con cháu ngoại. Đây con lấy luôn, trời ơi. Ờ lấy cái dĩa, lấy cái dĩa. Lấy vậy. Lấy cái dĩa xúc luôn ra nè bà ngoại thấy nè, sữa nấu một mình luôn. Nãy giờ con quay nè, con lấy dĩa này nè, dĩa này nè, dĩa này nè. Ừ, nó có cái dầm nó không thấy. Lấy muỗng xúc ra, trời ơi đổ luôn giỏi quá. Cái này là lương mẹ về bển nằm con mẹ đây thôi bỏ đây món lương. Ừ. Giờ con sẽ đem ra trình bày mời. Wow. Rồi bớt cơm đi, bớt cơm đi rồi mời mẹ ăn cơm. Từ từ đừng có cắt máy nha. Không cắt đâu, rồi ngoại dọn dẹp mệt luôn. Cha con mày bớt cơm đi.
cẩn thận nha. Con múc cho con trước. Nóng á, nóng á. Không nóng. Rồi bữa cơm được luôn rồi, giỏi rồi. Đứa chưa đóng chi bới xem nữa. Con ăn từ từ, bới ít. Đang từ từ. Con phải đáng lẽ con phải ấy nữa đó. Con phải làm miếng nước mắm, cắt miếng ớt nữa. Bây giờ làm luôn. Chê nó gì? Ừ. Chê có đói dữ không? Đói chứ. Để con biết để con làm nước mắm nữa. Quá trời chị sữa. Đổ mồi rồi. Cho mẹ phải ăn nhiều lên. Ừ. Bà mẹ làm mệt lắm. Ôi con gái giỏi quá rồi. Còn rau muống chưa xào nữa nè. Kệ đi. Ừ ăn như vậy. Ngày mai làm. Ừ. Mệt quá. Giờ đói bụng rồi. Trời ơi cơm thật là thơm. Chắc chắn là cơm này sẽ mềm lắm luôn á. Ừ. Mềm ăn ngon ngon. Ừ. Có ai ăn bốn bốn nhiều vậy? Không ngoại ăn cơm thêm không? Ngoại ăn không? Ngoại ăn cơm chưa? Thôi ăn đi. Thôi con phải. Trời ơi ăn với cháu ngoại nấu phải ăn. Không con phải bớ cho ngoại nữa. Ừ. Chịu rồi. Chị ơi. Chị ăn đi chị ơi. Chị ơi. Phải bớ cho cha chịu đi chứ không cha xin nữa. Ừ. Rồi qua kêu mẹ ăn cơm. Tên nước mắm đâu? Rồi lấy chén nước mắm, lấy chén này đừng chén lấy chén góp miếng nước mắm nữa. Nước mắm nữa. Rồi cắt miếng ớt nữa. Nước mắm là thế nào vậy? Cái này hả? Cái chai gần chai dầu ăn. Dạ đây. Ừ. Ngoài dạ. Làm nha. Dạ. Nhờ ngoài cắt miếng ớt cho. Chứ con cắt một cáo. Thôi chừng vô miệng, vô cái áo con thôi nè. Con biết, con dạ. Biết đổ. Một miếng là một miếng ít thôi. Mặn á. Miếng nữa. Miếng nữa. Rồi. Okay. Đòi cắt này không? Dạ cắt. Cắt này nhỏ. Thôi con cắt cái hai tay con. Ngoài cắt được rồi, giùm cho. Rồi. Rồi bưng lại thịt ra đắng ăn luôn đi. Hôm nay chúng ta phải làm thật ngon, thật là chành miệng. Chúng ta để nước mắm ở giữa. Wow, một bông hoa xinh đẹp. Thêm tô canh này nữa, tô canh đặc biệt. Tô canh đặc biệt nên chúng ta phải để ở giữa. Cái đặc biệt luôn. Túng ăn đi Túng ơi. Thịt hả? Thịt ngoài kho. Chúng ta phải để gia vị chứ. Để gia vị. Chúng ta hãy để gia vị á. Để cái muỗng nữa. Cái muỗng. Có tiêu con ăn được. Tiêu ăn dễ lắm. Con thích ăn thịt mỡ. Ừ. Nên con chỉ ăn phần thịt. Còn mỡ thì con không ăn. Con sẽ nhờ ba mẹ ăn bởi vì con rất ghét mỡ. Nếu như ăn mỡ thì sẽ lòi ra một cái bụng mỡ. Ăn mỡ gì cũng tốt. Chứ lại ăn mỡ gì không tốt nha mọi người. Rồi, ăn... bưng để bên ấy đi. Rồi chế nước vô nữa. Rồi bưng cái nồi để lên ấy đi. Chế biến món ăn. Ồ hôm nay nhiều món nha, nhiều món hơn bữa luôn. Tên mẹ thích ăn thịt, con sẽ để ở giữa. Tên một bàn ăn. Múc hết luôn hả? Dạ. Rồi để xíu rửa. Để rửa luôn chứ. Xíu rửa đi. Rồi đi coi kia mẹ ăn cơm xíu rửa. Trời ơi. Rửa vậy đâu sạch đâu, để nó xíu rửa con. Hôm nay á con sẽ chế biến món ăn cho mẹ ăn luôn. Sửa tóc lại. Hôm nay sửa làm ngoại ăn cơm mấy coi. Thử ngoại nếm thử canh đây ngoại. Để giá ở đây nha. Nếm canh thử sữa nha. Dạ ngoan đi. Có nêm đường không? Dạ có mà hơi ngọt. Hơi ngọt đúng không? Hơi ngọt đúng không? Có giá nè ngoại. Nó không giống cái muỗng. Ngoại nấu cá. Không, cái muỗng để thịt.
Còn cái giá ở đây nè. Dưới dòi, ông ngoại dưới dòi nè. Cơm à. Con ăn chép cơm rồi. Mày gọi hả? Ăn mới thấy mày diện ăn trước thì con đợi con nóng. Thôi mày Ngọc ăn canh sao? Ngon mà. Con bỏ nhiều bột ngọt. Muốn không bỏ vậy. Bỏ nhiều bột ngọt quá. Đó nãy, bóp thêm đường nha không? Nãy cha nói thấy không? Ngọt ít thôi. Tại vì anh nói bỏ nhiều bột ngọt lên á. Thôi xíu thôi, con múc còn thêm nhiều. Tưởng vừa miệng. Ờ, thôi, rút kinh nghiệm. Thôi cử. Ừ. Có cân ăn được. Ăn bệnh nữa biết không? À. Tập nấu nướng đi, múc gì mà đi bằng dâu. Múc con bỏ nửa muỗng bột ngọt thôi. Xíu thôi, đáng lẽ bỏ bột nêm, bỏ bột nêm. Ok. Chứ làm dâu ai? Không có làm dâu ai hết con ha. Dạ. Rồi. Ừ, con ngày mai con làm món đậu hũ. Ủa? À, tại con lương mà. Rồi ăn củ chiên. Mình phải làm mắm. Không, không cần làm mắm. Cái đậu hũ bình thường. Chấm gì? Chấm nước mắm cài. Chấm mắm tôm không? Mẹ sao mắm tôm cho. Ừ. Thôi mắm tôm nó thẳng vậy. Mai mẹ sao mắm tôm cho. Ok. Con rất thích nước bọc mắm tôm. Con chưa bao giờ ăn món đó mà bơ cho con ăn thử. Mắm tôm mà. Mà mua con biết đồ mắm tôm ở đâu cho. Không, nó là hủ chấm mắm tôm. Vậy hả? Bữa nào con thứ bảy nhật ở nhà con nấu cơm con ăn bữa ha. Khi nào Út qua con nấu canh khoai mỡ. Út qua nấu ba món luôn ha. Canh xào với lại mặn ha. Khi nào đợi chim mắt xèo thì con phải làm nhiều món lên ăn rồi mẹ mới sữa, mẹ vô quá mới con. Sữa. Để vô bếp mấy con ngoài dọn hết rồi. Thôi để con làm. Đổ muối mà dọn hết rồi. Trời ơi, cái bịch muối con đổ hết trơn rồi đó. Đổ vô bà, vô hũ anh hả? Dạ, đổ vô hũ anh. Đầy không? Đầy. Đầy hả? Đầy lắm luôn. Ngon không? Mình nấu lâu lâu mình tự nấu có ngon không? Ngon, ngon. Thích không? Dạ. Chàng ơi. Ngon. Hỏi mẹ Ngọc ơi, ngon không nè? Ngon mà. Mẹ Ngọc mệt. Đỡ cái chén khi cho anh pin rồi hồi nó có múc cho. Dạ. Cứng. Tại cha kêu mới bỏ vô cái khoảng cứng gì dễ ăn. Ngon. 3 phút mới cha kêu lấy ra. Ừ. Cục xương không biết mềm chưa. Nấu lâu không á. Không, con ăn thì chắc được, muốn các bạn ăn nổi không? Hấp dẫn quá, sữa. Mày đúng nhiều món ăn hơn một bữa luôn á mẹ, đúng không? Hôm mai có khô. Ừ, được có bắp canh, có lương, có thịt, có nước mắm. Nè, này nước mắm mà, nước mắm gì ta? Dưa mắm. Cái này là dưa mắm, cái này là nước mắm. Cái này là nước tương. Rau. Quá nhiều món. Quá trời món luôn. Nhiều, nhiều trắng món hơn trong trường không? Nhiều món hơn trong trường không? Dạ nhiều món hơn trong trường luôn. Ừ. Trường sữa, sữa. Trong trường là có canh, thầy... có rau với lại có món mặn rồi. Có ba món ăn gì? Mà con không trường biết. Cô giáo cho ăn gì? Hôm nay trường cô giáo cho ăn. Canh chua. Ngày mai con sẽ nấu canh chua. Canh chua khó nấu trong nhà bà Thúc. Dễ ợt. Hồi bữa mới nấu mà. À. Mà canh chua. Canh chua có cà chua nha chứ không phải bí nữa. Rồi thôi, giờ chào ông bà cô chú anh chị. Tạm biệt ông bà cháu. Để cho cơm nữa ha. Dạ cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi video của dì con. Kính chúc quý bà cô chú anh chị nhiều sức khỏe.
Dạ bữa nào ông bà cô chú anh chị có dịp lại nhà trà sữa sẽ nấu món ăn đãi ông bà cô chú nha. Dạ. Yeah. Món gì nào? Món canh bí. No, con sẽ nấu canh khác, đó chính là canh canh. Cái gì? Canh cải ngô xào. Dạ rồi, cảm ơn nhiều, kính chúc bà cô chú nhiều. Canh cải ngô xào. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.